Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Nhìn từ Phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Hải Dương. Khôi phục hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài. Trường học trở lại nhịp học bình thường sau dịch bệnh. Hưng Yên đẩy mạnh đánh giá xếp hạng sản phẩm OCOP năm 2020. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 9 tháng 6 tại xã Hợp Tiến, huyện Nam Sách, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương đã tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Hải Dương. Cách đây 80 năm, ngày 10 tháng 6 năm 1940, tại thôn Tạ Xá, xã Hợp Tiến, huyện Nam Sách, thực hiện chủ trương của Trung ương Đảng được sự đồng ý của Xứ ủy Bắc Kỳ và Liên tỉnh ủy B, Ban tỉnh ủy lâm thời tỉnh Hải Dương được thành lập gồm 3 đồng chí do đồng chí Nguyễn Mạnh Hoan làm bí thư. Đến nay, Đảng bộ tỉnh Hải Dương có 107.000 đảng viên, sinh hoạt ở 677 tổ chức cơ sở đảng. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Hải Dương đã nỗ lực phấn đấu, đạt những kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Giai đoạn 2015-2020, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh tăng bình quân 8,8% một năm. Từ năm 2017, Hải Dương là một trong 16 tỉnh thành phố tự cân đối thu chi và có đóng góp về ngân sách trung ương. Hải Dương quyết tâm phấn đấu đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành công văn số 1945 yêu cầu các doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19, từng bước khôi phục và thúc đẩy hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cũng yêu cầu doanh nghiệp hoạt động dịch vụ chủ động trao đổi với đối tác nước ngoài trên cơ sở chính sách, quy định của nước sở tại về xuất nhập cảnh và tiếp nhận lao động nước ngoài để đảm bảo người lao động nhập cảnh hợp pháp, an toàn, đảm bảo tối đa quyền lợi của người lao động trong trường hợp phải thực hiện cách ly sau khi nhập cảnh, đảm bảo việc khám chữa bệnh, chăm sóc y tế cho người lao động trong trường hợp nghi hoặc bị nhiễm dịch bệnh. Các doanh nghiệp có trách nhiệm thông tin đầy đủ rõ ràng tới người lao động các chính sách người lao động được hưởng, các trách nhiệm người lao động phải thực hiện đầy đủ các chế độ tiền lương sinh hoạt của người lao động theo hợp đồng đã ký và quy định sở tại. Sau thời gian dài phải nghỉ học do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, không khí học tập trở lại ổn định ở các cấp học. Đây cũng là năm học có dấu ấn đặc biệt mà các giáo viên học sinh lẫn các bậc phụ huynh đã trải qua và làm quen với nhiều trạng thái học tập khác nhau. Trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn đến với không khí học tập mới của một ngôi trường tiểu học tại Hà Nội. Trường tiểu học An Hưng nằm trong khu đô thị mới An Hưng, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, bắt đầu một ngày mới với không khí thật rộn ràng, tươi vui. Từ cổng trường, các em học sinh không quên đeo khẩu trang, dắt tay nhau cho kịp giờ chống điểm. Tính đến nay, sau kỳ nghỉ dịch kéo dài, trường tiểu học An Hưng cũng như bao trường học khác, quay trở lại nhịp học tập với một tinh thần sẵn sàng và hào hứng. Ban giám hiệu chúng tôi cũng lên kế hoạch rà soát lại thời khóa biểu và bám sát với văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục về chương trình giảm tải trong thời gian học sinh giãn cách xã hội. Thế và sau đó thì chúng tôi cũng có kế hoạch triển khai là lên lịch giảng dạy cho học sinh, kết hợp giữa bù lấp kiến thức hổng trong cái thời gian mà dịch Covid xảy ra và với lại giảng dạy kiến thức mới ngay từ đầu và cũng thống nhất với cả giáo viên chủ nhiệm về cái việc là tạo tâm thế phấn khởi vui tươi cho các con ngay từ những ngày đầu. Vì vậy mà ở ngay tuần học đầu tiên các con đã lấy lại được khí thế học tập như những ngày chưa có dịch xảy ra. Việc trở lại trường học sau kỳ nghỉ dài thì tâm lý khó khăn nhất có lẽ vẫn là các em học sinh lớp 1. Mới đi học được một học kỳ, vừa kịp làm quen với thầy cô bạn bè thì các em đã phải xa lớp suốt thời gian dài nghỉ dịch Covid. Ngay khi trở lại trường, các thầy cô đặc biệt lưu ý tới khối lớp 1, động viên kịp thời các em cũng như tạo tâm lý thoải mái cho các em học sinh nhỏ. Mang không khí hứng khởi trong từng giờ học, trường học vì thế luôn rộn ràng tiếng cười, niềm vui của cô trò.
trước khi trở lại trường thì bản thân chúng tôi là sẽ xác định một cái tư tưởng là thời gian nghỉ của các con dài quá thì chắc chắn là mình sẽ phải làm lại từ đầu. Thế nhưng mà thật là may, bản thân tất cả các con trong toàn trường cũng như là riêng đối với các con khối 1 của chúng tôi thì chúng tôi thấy là các con bắt nhịp rất là tốt. Chỉ mất 1 đến 2 buổi đầu thôi, bởi vì là chúng tôi tạo cho các con một cái tâm lý rất là thoải mái khi các con đến trường. Con thấy lớp học đã diễn ra như cũ rồi ạ. Và trường lại nhộn nhịp như trước và các bạn đều nói chuyện vui đùa với nhau ạ. Khi đi học trở lại con đã thấy rất vui. Con sẽ cố gắng học thật giỏi để hoàn tất chương trình học năm nay ạ. Trong ngày 7 tháng 6, các cơ quan chức năng Việt Nam, cơ quan đại diện Việt Nam tại Hoa Kỳ, hãng hàng không quốc gia Việt Nam đã phối hợp với các cơ quan chức năng Hoa Kỳ thực hiện chuyến bay chở hơn 340 công dân Việt Nam từ sân bay San Francisco về nước an toàn. Hành khách trên chuyến bay đến từ nhiều bang ở Hoa Kỳ, chủ yếu là trẻ em dưới 18 tuổi, người cao tuổi, người có bệnh nền, du học sinh không có nơi lưu trú do ký túc xá đóng cửa và các trường hợp đặc biệt khó khăn khác. Sau khi hạ cánh tại sân bay quốc tế Nội Bài, những người tham gia chuyến bay đều được kiểm tra y tế và cách ly tập trung theo đúng quy định. Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 cho biết, tính đến 6 giờ sáng 9 tháng 6, 54 ngày Việt Nam không có ca mắc COVID-19 ở cộng đồng. Tổng số trường hợp mắc COVID-19 được chữa khỏi ở nước ta đến thời điểm hiện tại là 360 trên tổng số 332 bệnh nhân, chiếm 95,2% tổng số bệnh nhân COVID-19 tại Việt Nam. Trong đó, 49 trên 50 bệnh nhân mang quốc tịch nước ngoài đã được Việt Nam điều trị khỏi. Hiện còn duy nhất một bệnh nhân mang quốc tịch nước ngoài là bệnh nhân 91, phi công người Anh. Diễn tiến sức khỏe của nam phi công hiện đang tiếp tục có những phục hồi kỳ diệu, đã có thể ngồi dậy, đung đưa cả hai chân. Đồng thời, nam bệnh nhân đã tự viết vào bảng và tự bấm nút điều chỉnh độ cao của giường bệnh. Chương trình xin được chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, Hành Trình Đỏ, chương trình vận động hiến máu tình nguyện lớn nhất trong năm, không chỉ cung cấp một lượng máu lớn trên toàn quốc, chương trình cũng đã thay đổi nhận thức của nhiều người dân về ý nghĩa của hoạt động này. Với sức lan tỏa của chương trình, năm 2020, nhiều tỉnh thành cũng đã tham gia với quy mô lớn, đặc biệt là tỉnh Cao Bằng. Truyền máu cho bệnh nhân tan máu bẩm sinh, cấp cứu do tai nạn giao thông và các hoạt động phẫu thuật khác. Mỗi tháng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng cần tới 200 đơn vị máu dự trữ để sử dụng cho các hoạt động nội ngoại khoa trên, bao gồm cả tai biến trong sản khoa. Nếu mà có cái tình trạng mà hiến máu tình nguyện được đều ấy, thì các cháu là sẽ cung cấp đủ. Nhưng mà có lúc từ giai đoạn mà lấy máu tình nguyện không được thì các cháu vào lại không có máu, có cháu lại vào viện xong lại phải về. Vì vậy, nguồn máu hiến luôn là nhu cầu thường trực tại đây. Ngay từ sáng sớm, hàng trăm người đã tới tham dự ngày hội hiến máu, giọt hồng miền non nước tại trung tâm hội nghị tỉnh Cao Bằng. Lực lượng công an, quân đội, giáo viên và cả người dân khi biết ngày hội này cũng đã tới tình nguyện tham gia hiến máu. Hiến máu cứu người là một nghĩa cử rất là đẹp. Nên hôm nay chúng tôi vận động các đồng chí đoàn viên trong chi đoàn đến để hiến máu trong ngày hôm nay. Và tôi là lần thứ 5 là tham gia hiến máu. Em nhớ là 3 tháng là có thể hiến một lần mà. Nên thường là nếu như có thời gian em sẽ đều đặn em hiến theo đúng quãng thời gian đấy. Và đặc biệt là mình ở trong lực lượng vũ trang nữa. Nên là sức khỏe mình cũng khá là đảm bảo để có thể hiến theo đấy, cứ theo đợt là mình có đủ sức khỏe để mình hiến rồi. Tôi muốn là giọt máu của tôi có thể cứu sống được rất là nhiều người ạ. Đây là năm thứ 5 tỉnh Cao Bằng tham gia chương trình Hành Trình Đỏ, nhưng lần đầu tiên ghi nhận số lượng người hiến máu đông nhất. Đây cũng là địa phương đầu tiên tổ chức thành công Hành Trình Đỏ 2020 với 690 đơn vị máu được tiếp nhận. Khi mà chúng ta ở xa so với thủ đô ấy, thì nếu mà cái phong trào hiến máu tình nguyện mà phát triển thì sẽ giúp đỡ và hỗ trợ rất nhiều cho ngành y tế trong cái hoạt động khám chữa bệnh và điều trị. Bên cạnh đó thì Cao Bằng là một cái mảnh đất cách mạng. Với rất là nhiều các cái đồng bào dân tộc chúng ta tổ chức ở đó thì nó có những cái ý nghĩa rất là lớn. Chương trình Hành Trình Đỏ với quy mô lớn nhất từ trước đến nay sẽ diễn ra từ ngày 6 tháng 6 đến ngày 8 tháng 8. Dự kiến sẽ tiếp nhận 80.000 đơn vị máu. Với thông điệp kết nối dòng máu Việt, 42 tỉnh, thành phố sẽ tham gia Hành Trình Đỏ năm nay.
Hành trình đỏ nhiều năm qua đã thu hút sự tham gia nhiều địa phương và đông đảo nhân dân, đạt nhiều kết quả tích cực, mang lại nhiều kinh nghiệm, bài học và giá trị sâu sắc cho phong trào hiến máu tình nguyện của cả nước. Con đường gốm sứ là một công trình nghệ thuật được xây dựng chào đón đại lễ 1.000 năm Thăng Long của người dân Hà Nội. Công trình đã trở thành một biểu tượng của Hà Nội trong 10 năm nay. Hiện tại nhằm phục vụ mở rộng đường, con đường gốm sứ sẽ bị phá hơn 600 mét trong sự tiếc nuối của nhiều người. Những đoạn trên con đường gốm sứ đang phá dỡ và những đoạn đang rào chắn để tiếp tục thực hiện dự án mở rộng đường Âu Cơ. Nhiều người dân tiếc nuối con đường đã gắn bó với họ như một phần không thể thiếu suốt 10 năm qua. Dù mong muốn hạ tầng giao thông tiếp tục được cải thiện, nhưng nhiều người vẫn hy vọng con đường gốm sứ sẽ được phục hồi hoặc làm mới, dài đẹp hơn. Con đường gốm sứ ven sông Hồng dài gần 4 km với diện tích khoảng 6.500 m, đi qua các quận Tây Hồ, Ba Đình, Hoàn Kiếm và Hai Bà Trưng. Cũng như rất nhiều người dân Hà Nội, họa sĩ Thu Thủy, người xây dựng ý tưởng và thực hiện dự án con đường gốm sứ, mong muốn đoạn đường gốm này sẽ được làm lại. Con đường gốm sứ ven sông Hồng, ngoài ý nghĩa là món quà dịp đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long Hà Nội, được tổ chức Guinness Thế giới công nhận là bức tranh gốm dài nhất thế giới, đó còn là tác phẩm đã đoạt giải thưởng Bùi Xuân Phái vì tình yêu Hà Nội. Hiện vẫn chưa một phương án nào được đưa ra về việc làm lại hay phục hồi những đoạn phá dỡ. Năm nay, theo kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên, các địa phương phấn đấu có khoảng 30 sản phẩm OCOP được đánh giá xếp hạng đạt 3 sao trở lên, đồng thời hướng dẫn hỗ trợ các nhóm hộ, tổ sản xuất, hợp tác xã, nâng cấp, hoàn thiện cơ sở sản xuất, hệ thống tổ chức sản xuất và kinh doanh. Đợt 1 năm 2020 đã có 5 huyện tổ chức đánh giá xếp hạng được 17 sản phẩm OCOP của 6 chủ thể, gồm huyện Yên Mỹ 4 sản phẩm, Khoái Châu 4 sản phẩm, Văn Giang 3 sản phẩm, Tiên Lữ 2 sản phẩm, Kim Động 4 sản phẩm. Ngoài ra, huyện Phục Cừ đang hoàn thiện hồ sơ đăng ký tham gia đánh giá xếp hạng năm 2020 gồm 3 sản phẩm vải trứng, vải lai chín sớm, cam đường canh. Các huyện thị xã còn lại đang hướng dẫn lập hồ sơ. Dự kiến Hội đồng cấp tỉnh tổ chức đánh giá xếp hạng sản phẩm OCOP này khoảng 20 sản phẩm đạt từ 3 đến 4 sao. Trong năm 2019 thì chúng tôi làm OCOP cho cái sản phẩm cam. Thì sau khi làm xong thì bà con công tác thu mua tiêu thụ sản phẩm rất là tốt. Sang năm 2020 này thì đặc biệt là cái vụ vải lai này thì chúng tôi đang tiến hành xúc tiến để cho hợp tác xã để theo sự hỗ trợ của tỉnh, của huyện để làm cái OCOP cho cái sản phẩm, cho cái quả vải lai chín sớm của Phục Cừ là đặc trưng mỗi xã một sản phẩm. Đây là một các cái nhiệm vụ chính trị của địa phương và tạo điều kiện cho cái việc phát triển kinh tế của địa phương trong những năm tới có cái nhiều cái thuận lợi hơn. Việc đánh giá xếp hạng sản phẩm OCOP sẽ khuyến khích tạo động lực cho các tổ chức kinh tế khắc phục các tồn tại hạn chế, tiếp tục nâng cấp và hoàn thiện sản phẩm, khích lệ phong trào thi đua khởi nghiệp dựa trên các lợi thế cạnh tranh, xây dựng ý tưởng, nghiên cứu đa dạng hóa các sản phẩm, góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, tăng thu nhập cho người lao động. Vì vậy, hiện nay các cơ sở sản xuất, hộ gia đình đang tích cực đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng các sản phẩm để sớm được đánh giá xếp hạng sản phẩm OCOP. Nhà tôi là sản xuất được 12 sản phẩm, trong đó là 4 sản phẩm là đạt tiêu chuẩn OCOP. Khi mình đạt được thì là nó rất thuận lợi về trong các cái việc vươn ra thị trường, khách hàng là họ sẽ rất là thích những cái sản phẩm đã được chứng nhận OCOP. Khi tham gia sản phẩm OCOP thì nói chung là cũng có rất nhiều thuận lợi để phát triển được cái thương hiệu của châu ấy Thấy Giòn, cũng như là tăng cái thương hiệu cũng như tăng cái khả năng bán hàng và đẩy cho cái người tiêu dùng, người ta tin tưởng hơn về cái sản phẩm của mình làm ra. Các sản phẩm được đánh giá xếp hạng lần này như mật ong, phấn hoa, sữa ong chúa, nano curcumin, bột nghệ, tinh bột nghệ, chuối chiên giòn, bột mầm đậu nành, trà mầm đậu đen, trà mầm đậu đỏ, trà mầm ngũ cốc, vải lai chín sớm, vải trứng, vân vân. Có liên kết chặt chẽ trong sản xuất tiêu thụ, tích cực tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm, thị trường tiêu thụ đa dạng, có sức cạnh tranh cao, góp phần thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn, phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường. Mới đây tại đoạn sông chảy thuộc thôn Ma Xín Trải, xã Bản Cái, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai đã xảy ra một vụ tai nạn đuối nước làm 3 người tử vong. Theo thông tin ban đầu từ lực lượng chức năng, thời điểm xảy ra tai nạn có 7 người là nam giới đi thuyền lên khu vực thác cá, thôn Cỏ Tông, Bản Vàng,
xã Bản Cái để chơi. Sau đó đến 2-3 giờ đêm, trên đường trở về thì bị lật thuyền. Khu vực này cách đập thủy điện Vĩnh Hà 7 km. Sau khi bị chìm thuyền, chỉ có 4 người may mắn bơi được vào bờ. Đến sáng ngày 8 tháng 6, lực lượng tìm kiếm cứu nạn của huyện Bắc Hà đã tìm thấy thi thể của hai nạn nhân. Thưa quý vị và các bạn, vận chuyển than không đúng quy định, quá tải và thậm chí là chở than lậu là những gì đang diễn ra tại khu vực thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh sang địa bàn thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương bằng đường bộ. Sự việc chỉ được xử lý khi có ý kiến phản ánh của người dân và cơ quan chức năng tỉnh Hải Dương tổ chức lực lượng vây bắt chiếc xe chở gần 60 tấn than lậu. Sau nhiều ngày theo dõi, rạng sáng 25 tháng 5 năm 2020, người dân tại xã Tràng Lương, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh phát hiện xe đầu kéo mang biển kiểm soát 14C180.65 lưu thông hướng từ xã Tràng Lương, huyện Đông Triều, Quảng Ninh sang địa bàn thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương qua cầu Đá Vách. Nghi vấn đây là xe chở than lậu, thông tin này lập tức được thông báo đến lãnh đạo Công an tỉnh Hải Dương, Công an thị xã Kinh Môn. 2 giờ 30 phút ngày 25 tháng 5 năm 2020, các lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát kinh tế và môi trường và công an phường Minh Tân đã phối hợp kiểm tra xe đầu kéo 14C180.65 do tài xế Trần Minh Long điều khiển. Kiểm tra rơ móc, lực lượng chức năng phát hiện rơ móc kéo container đã cắt nóc chở đầy than với khối lượng 58,650 tấn. Tài xế chỉ xuất trình được giấy tờ xe, còn hàng hóa là than thì không có nguồn gốc xuất xứ. Phát hiện được cái xe ô tô biển kiểm soát 14C180.65 đã chở cái hàng là nghi là than không rõ nguồn gốc hàng hóa và có dấu hiệu quá tải, thì chúng tôi cũng đã triển khai tạm giữ xe và xác minh các vấn đề liên quan. Đến nay thì đối với vụ việc này thì đã xác minh được cái hàng hóa là không có nguồn gốc hợp pháp và chúng tôi đã tiến hành tịch thu theo quy định pháp luật. Còn đối với các lỗi vi phạm về giao thông thì cũng đang triển khai lập biên bản và xác minh các tình tiết liên quan để ra quyết định xử phạt. Cũng theo thông tin từ người dân xã Tràng Lương, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, tình trạng xe đầu kéo mà người dân hay gọi là xe công cắt nóc chở than từ khai trường công ty 91, tổng công ty Đông Bắc ra ngoài diễn ra thường xuyên, nhất là thời điểm cuối năm 2019, đầu năm 2020. Điều đáng nói là trong số những chiếc xe công cắt nóc ra vào chở than tại khai trường 91 thì thường xuyên xuất hiện xe đầu kéo mang biển kiểm soát 14C180.65. Càng nhiều. Trong năm ngoái thì là cứ nửa đêm cả xe to xe bé các loại xe luôn là nó chở hàng nó về nó đứng dọc từ chỗ nhà điều hành để đến chỗ ngã tư mình đợi là đến đúng 12 giờ đêm bắt đầu nó thả. Nhưng mà đến bước sang năm 2020 này thì là nó chơi cả ban ngày và ban đêm, cứ chiều chiều như tầm này là bắt 4 giờ là nó đi là nó bốc hàng xong nó về. Nhưng mà xe công hầu như là chắc toàn chở than cũ, còn xe kia là hầu như cám hết rồi, nhưng mà công mà chở là chở than cũ thôi. Được biết, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh có công văn số 7744 ngày 16 tháng 10 năm 2017 quy định các xe chở than chỉ được phép hoạt động trên các tuyến quốc lộ từ 6 giờ sáng đến 18 giờ vào ngày 15 hàng tháng. Thế nhưng theo những tài liệu mà phóng viên có được, việc vận chuyển than từ khai trường công ty 91 thuộc tổng công ty Đông Bắc ra ngoài không tuân theo quy định này nhưng lại không bị các cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Ninh xử lý. Cuối chương trình là tin công an huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên bắt nhóm đối tượng sử dụng ma túy tại quán karaoke. Vào khoảng 1 giờ sáng ngày 7 tháng 6, công an huyện Yên Mỹ bắt quả tang 31 đối tượng tại quán karaoke Galaxy do Lưu Mạnh Hùng làm chủ có địa chỉ tại thôn Lực Điền, xã Minh Châu, sử dụng chất ma túy và đang bay lắc, phê thuốc trong tiếng nhạc. Trong đó, thu giữ một viên nén màu xanh, hai thẻ cứng và 5 túi ni lông bên trong có chất tinh thể màu trắng. Qua kiểm tra nhanh thì có 22 trên 31 đối tượng dương tính với ma túy. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ. Quý vị và các bạn thân mến, tới đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.